Bệnh nhân này được nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy đa tạng buộc phải chỉ định lọc máu. Trước đó bệnh nhân có sử dụng thuốc lá điện tử nhiều năm. Một tuần trở lại đây bệnh nhân trải nghiệm một loại thuốc lá điện tử mới và xuất hiện ảo giác, sức khỏe giảm sút, mất ngủ. Kết quả xét nghiệm trong mẫu tinh dầu thuốc lá điện tử mà bệnh nhân đã sử dụng phát hiện 5 loại ma túy tổng hợp thế hệ mới. Thì vài ngày trở lại đây bệnh nhân đã xuất hiện những cái hoang tưởng, ảo giác, thậm chí là có những cái hoang tưởng bị hại, bị giết. Sau đó thì bệnh nhân dẫn vào cái tình trạng hôn mê, co giật. Còn bệnh nhân này cũng nhập viện trong tình trạng xuất hiện ảo giác, mê sảng. Trước đó bệnh nhân đã thử nghiệm một loại thuốc lá điện tử được rao bán trên mạng. Em thấy tò mò trên mạng và em thấy sự tràn lan, tràn lan nên là em mua thực về nên là sử dụng một lần. Nhưng mà đây là loại thuốc lá điện tử không phải là thuốc lá điện tử bình thường như những người khác người ta dùng, mà chắc là cái này là nặng hơn, cho nên là tôi đã theo dõi và tôi bắt được. Tôi cũng đưa cái thuốc lá điện tử đấy đến cho bác sĩ người ta xét nghiệm cho nó như thế nào. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận liên tiếp các ca ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử có chứa ma túy. Xét nghiệm trong mẫu thuốc lá điện tử của bệnh nhân đã sử dụng đều chứa 4 đến 5 chất ma túy rất mới hiện nay. Theo các bác sĩ, có khoảng hàng trăm chất ma túy thế hệ mới được tạo ra liên tục, gây khó khăn cho các phòng xét nghiệm hàng đầu hiện nay. Có thể nói là tất cả các loại ma túy thế hệ mới của ma túy tổng hợp này, đó là các cái hóa chất nhân tạo mới được tổng hợp, mới được tạo ra. Thế và chắc chắn trước mắt chúng ta đã thấy là đó là những chất có tác dụng kích thích cực mạnh lên thần kinh, tâm thần, lên tim mạch, thậm chí lên đa cơ quan, bởi nó đã gây tổn thương đa cơ quan, suy đa cơ quan cấp tính và chúng ta ngay cả chuyên ngành cấp cứu hồi sức chống độc đã chứng kiến tổn thương rất, đây là hóa chất cực độc rất là nặng, rất là mạnh. Thuốc lá điện tử đang là môi trường mới để chứa nhiều loại ma túy thế hệ mới hiện nay rất khó được phát hiện. Các chất này đang gây những tác hại cực độc và cực mạnh không thể lường trước được.